Tiêu chí tham gia giải thưởng thương hiệu vàng thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu doanh nghiệp có ít nhất 2 năm hoạt động trên địa bàn thành phố, chấp hành tốt mọi quy định trong sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật, không vi phạm quyền sở hữu và gian lận thương mại. Quá trình tìm kiếm đang được Sở Công Thương thành phố triển khai và dự kiến sẽ công bố vào đầu năm 2021. Qua giải thưởng này, thành phố cũng mong muốn tăng mức độ nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nhận thức về vai trò của thương hiệu Việt. Từ đây cũng có tác động ngược lại lên thị trường. Các đối tượng bình chọn là các thương hiệu hàng hóa dịch vụ có chất lượng, mang lại giá trị kinh tế xã hội cao và được người tiêu dùng bình chọn ưa thích. Cốt lõi về cái giá trị của sản phẩm chứ. Cái giá trị sản phẩm, nói về chất lượng của nó mang đến một cái giá trị tốt cho cái người tiêu dùng. Cuối cùng là người tiêu dùng là người đầu tiên trong cái khía cạnh sẽ là phán xét, là cái ấn tượng nào để lại trong lòng người tiêu dùng, chất lượng như thế nào. Giải thưởng do Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo nhằm xây dựng hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh đầu tàu kinh tế, thị trường năng động, uy tín về văn hóa dịch vụ phong phú, chất lượng cao, gia tăng giá trị thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường, trong nước lẫn quốc tế. Dự kiến, giải thưởng thương hiệu vàng thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức thường niên và trao giải đầu mỗi năm, như là dịp để doanh nghiệp nhìn lại thành quả sau một năm. Cái nền kinh tế sáng tạo thì những cái thành phố nó trở thành là những cái điểm hấp dẫn lớn nhất trong cái việc xây dựng kinh tế cho một cái quốc gia. Vì vậy mà tôi đánh giá rất là cao việc thành phố Hồ Chí Minh đưa ra giải thưởng, bởi vì đó là đúng cái xu thế phát triển của kinh tế của thế giới. Thông qua giải thưởng, chúng tôi cũng mong muốn doanh nghiệp chú trọng hơn cái việc gìn giữ thương hiệu, việc xây dựng những giá trị bảo chứng thương hiệu của mình. Giải thưởng sẽ không dừng lại ở một đêm trao giải, mà hội đồng bình chọn sẽ có nhiều hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp tham gia gia tăng giá trị thương hiệu trong nước và quốc tế.